bây giờ mình đã thời thiền hành thiền đi đã xong, bây giờ xin sẽ dạy cái thiền ngồi. Tất cả hành giả mình đã chọn cho mình thế ngồi là thích hợp thoải mái. Mình chỉnh xương sống mà mình cho thẳng, lưng thẳng. Keep our chin a little bit closer to the neck. Giữ càng gần cổ. Because it's dangerous to keep the neck like straight like this, so we need to keep the chin a little bit closer to the neck. Rất là nguy hiểm khi mà giả ngồi thì mà ngẩng cổ lên, phải giữ cái cằm nó cho gần cái cổ. Và xin tất cả hành giả mình hãy tắt cái điện thoại hoặc là để qua chế độ không có kêu tiếng. Hai tay đặt lên nhau, tay phải nằm trên tay trái và hai ngón tay cái đụng vào để lên đường. Và mở mắt nhìn thẳng xuống nền trước mặt mình. So we do not look in front of us what's lying where we are observed the ceiling, the floor right in front of us. Mình không có ngẩng đầu lên nhìn chỗ khác, chỉ nhìn ở dưới nền nhà ngay trước mặt mình. Khi cái mà điều thân đã xong thì hành giả bắt đầu để tâm về đỉnh đầu để thư giãn. Và cho thư giãn từ đỉnh đầu tới trán, mắt, mũi, môi, cằm, hai má, hai lỗ tai, phía sau đầu, và cho thư giãn tất cả các cơ của đầu. Và chúng ta có thể cảm nhận rằng toàn bộ cơ thể chúng ta
và tâm tâm không còn một sự lo sợ nào cả. We are not in a hurry to catch a bus or train. Chúng ta không có phải hối hả là một công việc gì, chẳng hạn như đi đón xe bus hay là xe lửa. Chúng ta không còn nghĩ ngợi, lo lắng và lo sợ một chuyện gì cả. Và ngay lúc này chúng ta cũng không sợ người ta sẽ giết mình hoặc là ăn cắp của mình một thứ gì. Và chúng ta trong vòng 20 phút tới chúng ta biết rằng chúng ta không có một trách nhiệm gì để làm. So we realize this wonderful situation when we are in peace, we are fine. Và chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong một trạng thái bình an, thanh tịnh, không có sợ hãi. Được bao nhiêu chúng sanh ngoài đó có thể hưởng thụ được những gì chúng ta đang làm? So we realize how wonderful opportunity, how wonderful experience we have now at this very moment. Và chúng ta biết rằng chúng ta là những người rất may mắn, chúng ta được trạng thái tâm như hiện thời bây giờ. Và chúng ta biết rằng ở ngoài kia có bao nhiêu người, người ta lại không được hưởng những cái gì mình đang có ở đây. So, first we start with this hall. In this hall, where we meet. Và trong thả trạng thái tâm này, bắt đầu chúng ta trải lòng từ tâm đến với tất cả những người đang có mặt ở trong cái hôm này. Và chúng ta nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh trong hôm này được bình an. Start the boundless, unlimited
Và ngay lúc này chúng ta sẽ là một tâm người không ràng má, không có bờ giới, không ranh giới. Chúng ta nguyện cho tất cả chúng sanh, trong đó có tôi, được bình an. So we repeat that sentence in our mind again and again throughout the next 10 minutes. Và chúng ta cứ lặp đi lặp lại câu nói này trong tâm, trong người nữa. And we concentrate on the peace as arising itself just by our permission, allowance, and we do not force anything. Và khi chúng ta đã tâm từ như thế này bằng cái tâm từ có thật của mình chứ không phải được ép một cách rất là tự nhiên. Nguyện cho tất cả chúng sanh, trong đó có tôi, được bình an.